đang đến với chương trình Giải Mã Nhan Sắc. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Gia Cát Media thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, một thương hiệu thẩm mỹ nhượng quyền chính thức từ xứ sở kim chi, đã có mặt tại Việt Nam. Được xây dựng khang trang, cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Bệnh viện hoạt động theo mô hình chuyên sâu toàn diện về phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa kỹ thuật cao, chăm sóc và điều trị da cao cấp. Với đội ngũ bác sĩ Việt Hàn giỏi chuyên môn, mọi nhu cầu làm đẹp của khách hàng đều được đáp ứng một cách trọn vẹn. JW, nhan sắc mới, khởi đầu mới. Ngọc, đứng đó cho ba hiểu. Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Chưa có được bao nhiêu tuổi mà đặt đua đòi rồi hả? Ba, con cái lớn gì? Rồi, bây giờ con phải quyết định cuộc đời của mình chứ ba đừng có quyết định hoài, ba hiểu không? Ủa, con trưởng thành hôm nay con nhiêu tuổi? 18. 18. 18. Mới có 18 thôi dạ. À? Chưa có 14, chưa có 14. Chưa có 14 con. Khi nào bung con mới được quyền quyết định. Ba, con lớn rồi. Không có lớn gì chơi, giờ cứ để một tháng, đúng một tháng nữa đi rồi tính. Vậy ba đứng đây đi, con kêu Đồng Minh con vô. Đồng Minh ơi. Ủa, là sao vậy? À. Vô má. Cái gì? Má đi từ từ. Trời ơi, đẹp là đẹp má. Thôi chứ làm gì phải đi. Má cứ đi từ từ đi, chở má mà đi nhanh, bắt đầu là huyết áp nó lên rồi nó tầm nhìn giảm rồi chứ sống chết kém dân tộc của mình. Trời ơi, đi, miễn sao má làm đẹp là được rồi, má thích mà. Đi tới chương trình Giải Mã Nhan Sắc. Ờ. Đúng. Chứ không phải là chương trình sống gió gia tộc. Ví dụ như tôi nói gia đình lũng củng, nội bộ lục đục chẳng hạn. Chứ bây giờ lũng củng mình về nhà, bắt đầu mình giải quyết cái tự nhiên cái mình tới cái mình làm loạn chương trình giải mã là. Đang tranh luận, tranh luận. Nhưng mà vụ gì? Ủa ba nói là ai đua đòi vậy? Nè, em con nó đua đòi làm đẹp. Má cũng vậy nè. Cái gì? Cũng đua đòi làm đẹp nè. Trời ơi, má đâu có kêu con là đi thắp một sàn cho má đâu mà nó đua đòi. Đúng rồi. Làm đẹp là phải thích thôi. Thì tóm lại bây giờ già thôi, bây giờ chia phe đi. Tôi với con gái tôi phe nè, rồi đi qua đi đi. Đúng rồi. Đi. Hiểu rồi. Ý là bên hai người đẹp kia đòi đi làm đẹp. Đúng rồi. Đó, còn hai người này thì ngăn cản không cho. Không phải là ngăn cản. Tôi với ba tôi là mong muốn là hai người này là làm đẹp cũng được đi. Ừ. Nhưng mà phải đúng cách, đúng lứa tuổi, đúng thời điểm. Đúng không? Trời ơi, vậy thôi mà làm sống gió cuộc tình. Phải lộn, sống gió gia tộc. Nói chung là đại loại là sống gió cái chương trình Giải Mã Nhan Sắc của người ta. Đã đến được tới đây rồi thì yên tâm. Nói nghe xí cho nói nghe nè. Tại vì hai người này không có biết. Đã cái chương trình là Giải Mã Nhan Sắc. Bây giờ mình dịch ra đi. Giải là cái gì? Dạ. Quá giải. Giải nè, giải thích nè, đúng không? Dạ. Mã, ngựa, là ngựa. Nhan có phải là dung nhan không? Sắc là sắc đẹp không? Giải mã nhan sắc là giải thích về nhan sắc, sắc đẹp cho mấy đứa hay khoái ngọ ngọ. Ngày hôm nay là đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cả hai đội luôn. Có nghĩa là làm sao mà cung cấp cái thông tin làm đẹp để cho hai mẹ con là muốn làm đẹp. Rồi cung cấp cái thông tin chính xác, hữu ích để cho cặp cha con này cảm thấy là yên tâm. Rồi, hiểu rồi. Thôi bây giờ là chia đội phải không? Đúng rồi. Bây giờ con nói nghe nè. Ba phải vô với đội với má để bắt kiềm chế lại. Còn con vô với anh Trạng Ngọc để không giật. Rồi con là anh con mới quản lý làm được. Sao? Tách ra đi tao. Ờ, tách ra. Đi lại giữa đi. Qua đây. Làm sao? Ủa đi vậy đi, vậy đi, vậy đi, đi mà sao không có nhân quyền gì hết. Đó, bây giờ tao rồi, bây giờ quyết định rồi. Rồi, rồi, chơi đến cái chương trình Giải Mã Nhan Sắc. Khi mà đến với chương trình Giải Mã Nhan Sắc thì các đội chơi của chúng ta phải lựa chọn một cái tên đội. Không cần lựa đâu chị, lấy tên em đi. Trời ơi, tặng đi quảng cáo. Trời ơi, có tên rồi. Tên gì ạ? Tên của đội tôi là Đẹp Ngỡ Ngàng. Đẹp Ngỡ Ngàng. Đó, ngạc đúng, nhiên chính xác, chưa? Chính xác luôn. Đẹp không, không, không. Có nghĩa là hay ngỡ ngàng, lý do là vì, ủa, đẹp. Chỗ nào á, đẹp chỗ nào không phải. Có nghĩa là mở đằng cái cho nó đẹp quá cái ngỡ ngàng, hiểu không? Cái nội dung vậy. Không, em đang sườn lắm nè. Sao vậy? Trời đất ơi, anh nghĩ sao vậy? Trời ơi, em đã nói vậy? Rồi sao? Mình đặt tên đẹp ngỡ ngàng nhưng mà đó không phải là lý do. Lý do là tức là nhìn vô là thấy đẹp rồi. Đó, đó. Nhưng mà đó không phải là mọi người đừng có ngỡ nó 1000, thật ra nó 1500, đúng không? À, đó là giá trị nó cao hơn. Đúng rồi, nó có giá, cái nét đẹp nó có giá. Giá trị chứ không phải là bất ngờ, đúng không? Thật ra tên đúng rồi. Đẹp ngỡ ngàn. Có ngàn rưỡi à. Ngàn. Nhất nào. Vậy còn cái đội mà có tuổi bên kia nè. Đội tụi mình. Má tôi. Ba, bình thường ba nói ba thương con lắm, má cũng thương con. Vậy lấy tên con đặt cho tên đội được không? Ủa nữa hả? Nhất quyết nó không bỏ cái miếng đó mà. Bên đây sẽ có một cái tên rất là dễ thương, đó là Đẹp Lỡ Là. Trời ơi, đúng như cái tên đội quá. Lầm vậy? Đấy em. Tại sao đặt là Đẹp Lỡ Làng? Có nghĩa cái sắc đẹp này nó lỡ một làng. Ôi, sau khi nghe ba đặt tên em có cảm hứng quá. Em có cảm hứng em đổi tên đội quá. À, ta là Đẹp Lỡ Làng đúng không? Mình Đẹp Lỡ Lầy. Lỡ nhỏ. Không được đặt cái tên của nó cho cả hai nhóm. Nó ghét quá, nó lầy luôn. Chạy quyết định cuối cùng tên đội là Lỡ Lầy.
chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Đẹp Thông Minh. Ở chuyên mục Đẹp Tinh Tế, có vẻ là các đội chơi của chúng ta hoàn toàn bất lực. Ủa, trong cái việc có khả năng, tuy nhiên giống như không là không hiểu biết. Và để khắc phục được cái tình trạng này, đó là giúp cho chúng ta đẹp mọi lúc mọi nơi, ngủ cũng đẹp. Trời ơi, dậy một cái là đẹp, đi ở phòng khách, ở nhà mọi người không có bị giật mình nữa. Đó chính là bằng cái phương pháp là phun xăm thẩm mỹ. Và đồng hành cùng với chuyên mục này xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Minh Nhật, trưởng khoa da liễu của bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Xin chào quý vị khán giả, chào hai MC và xin chào hai đội chơi. Dạ mời bác sĩ. Dạ, giới thiệu với bác sĩ, bên kia là đội đẹp lỡ làng, còn bên này đẹp lỡ lầy. Cẩn thận nha bác sĩ. Bảo mặt chồng. Bác sĩ có vẻ hơi bị hoang mang. Tại vì ấn tượng anh bên này là vì hồi xưa hay coi anh diễn. Trong chuyên mục Đẹp Thông Minh, các đội chơi sẽ lần lượt giải đáp những cái câu hỏi. Đội nào giải đáp được nhiều câu hỏi hơn sẽ là đội chiến thắng với giải thưởng là 4 triệu đồng. Và bây giờ xin mời hai đội chơi đến với câu hỏi đầu tiên. Liệt kê những vùng trên cơ thể có thể phun xăm thẩm mỹ. A. Môi. B. Mí mắt. C. Lông mày. D. Bất kỳ vùng da nào khách hàng muốn. 5 giây bắt hết, đầu. Được hết. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Trước khi trả lời thì mình cần hai đội chúng ta sẽ phân biệt một chút về phun xăm thẩm mỹ và xăm hình nghệ thuật. Phun xăm thẩm mỹ tức là chúng ta sẽ tạo mài và tạo cái kiểu dáng cho một vùng nào đó mà chúng ta cần làm đẹp có liên quan đến thẩm mỹ. Ví dụ như là môi, mi mắt. Hay là lông mày. Ngoài ba vị trí này thì chúng ta còn có một số vị trí khác. Ví dụ như chúng ta có thể phun hồng nhũ hoa chẳng hạn. Chắc chị em phụ nữ sẽ rành cái này. Hoặc là những trường hợp tóc của chúng ta ít thì chúng ta có thể phun xăm lên tóc. Da đầu. Đúng rồi, để cho có cái cảm giác là đầu của chúng ta có nhiều tóc hơn. Chính vì vậy câu trả lời chính xác là câu A, câu B và câu C. Cho nên mình xin chúc mừng hai đội với câu trả lời này. Trời ơi, mém chút nữa đưa thêm cái đề phô. Không, em nói đây là đáp án không chính. Thuật ngữ thứ hai đó là xăm hình nghệ thuật, tức là chúng ta có thể xăm bất cứ một cái hình nào chúng ta yêu thích lên bất kỳ một vị trí nào trên cơ thể mà chúng ta mong muốn, hay còn gọi là bộ môn tattoo á. Đến với câu hỏi tiếp theo, phun và xăm thẩm mỹ giống hay khác nhau? A. Như nhau, tùy cách gọi của mỗi người. B. Khác ở cách thực hiện. C. Khác ở loại mực. Và D. B và C đều đúng. 5 giây bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Đội lỡ làng, nếu B và C đều đúng thì tại sao mình không chọn câu D? Câu B ý gì vậy? Má ơi. Đó, cũng đồng ý. Này, nếu như mà đội này trúng giải là đội này sẽ phải chia sẻ thêm cái phần đó cho bác sĩ. Hoặc là mời bác sĩ đi ăn. Tại nãy giờ là bác sĩ nhắc nhở khéo rất là nhiều đúng không ạ? Đây là giờ anh chị đó. Em thấy có chút mối quan hệ riêng bên này. Đúng rồi. Chúng ta cần một sự công bằng bác sĩ à. Bác sĩ nói như vậy thôi. Chứ còn khi chương trình mời là chương trình đã biết là bác sĩ rất rất là công bằng. Chỉ có một chút tình cảm rồi đó, nó hơi lệch đó, đó. Cái chút đó quyết định em áo quân đó. Phun và xăm thẩm mỹ là hai kỹ thuật hoàn toàn khác nhau. Nó khác nhau về cái cách thực hiện, cũng khác nhau về loại mực luôn. Cho nên là câu D là câu trả lời chính xác. Phun là gì? Phun là chúng ta sẽ đưa màu mực vào trong da, nhưng chúng ta sẽ đưa vào cái lớp nông ở trên da thôi. Người ta gọi là lớp thượng bì. Và chính vì đưa nông như vậy cho nên là cái màu của nó lên sẽ rất là tự nhiên, rất là đẹp. Và chúng ta cũng sẽ có cái cảm giác là ít đau, không bị chảy máu và ít bị sưng. Tuy nhiên nó có những cái hạn chế vì nó nông ở trên bề mặt da cho nên nó rất là dễ bay màu. Khoảng 1 năm đến 2 năm thì chúng ta sẽ phải phun lại. Nhưng cũng chính vì cái nhược điểm này nó lại là ưu điểm. Bởi vì cái kiểu dáng chân mày mà, cứ nhiều khi năm này thì thích chân mày cong, lá liễu, năm sau thì thích dáng ngang, rồi lại thích dáng Thái, dáng châu Âu. Dễ bay như vậy thì mình muốn chỉnh sửa hoặc là một cái kiểu dáng nào mới theo thời thượng thì chúng ta cũng rất là dễ làm. Còn cái kỹ thuật xăm là chúng ta sẽ đưa màu mực vào sâu hơn trong da, đó là lớp trung bì và lớp hạ bì. Thì khi đưa cái mực sâu vào bên trong như vậy thì nó sẽ gây tổn thương, chúng ta sẽ đau hơn, dễ chảy máu hơn, dễ sưng hơn. Và cái màu mực đó nó sẽ tồn tại rất là lâu, đôi khi là nó cũng sẽ không bay được và theo thời gian nó có thể chuyển màu, trổ xanh hoặc trổ đỏ. Chính vì vậy giữa hai kỹ thuật phun và xăm thì ngày nay người ta sẽ lựa chọn cái ưu việt của nó hơn, đó là kỹ thuật phun. Câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau. Liệt kê các phương pháp làm đẹp chân mày hiện nay. A. Phun. B. Thêu. C. Điêu khắc. Và D. Vẽ mực vĩnh viễn. 5 giây cho hai đội bắt đầu.
5, 4, 3, 2, 1. Cái đội đẹp lỡ làng là AB phải không ạ? AB. Con đẹp lỡ lầy là chọn hết ABC, ABC luôn. Đẹp. Lùi lầy lụi. Các bạn có hơi lạc cái gì đó ở chỗ câu D. À, câu D không đúng rồi. Ủa? Có câu A, câu B và câu C đúng thôi. À, kỹ thuật phun và kỹ thuật thêu đều sử dụng một cái loại máy và trên đó chúng ta sẽ gắn kim. Và chúng ta sẽ đi cái kim này lên trên bề mặt da. Nhưng phun thì chúng ta sẽ đi đều hết trong cái khung chân mày đó. Còn kỹ thuật thêu chúng ta cũng sẽ dùng kim, nhưng cây kim này chúng ta sẽ kéo sợi để giống như là những cái sợi chân mày thật của chúng ta. Còn kỹ thuật điêu khắc thì lúc này chúng ta sẽ không sử dụng kim mà chúng ta sẽ sử dụng dao. Lúc này thì cái người kỹ thuật viên phun xăm giống như một nghệ sĩ vậy đó, họ sẽ dùng dao để khắc lên từng cái sợi chân mày, nó giống như là những cái chân mày thật của mình vậy đó. Mình thấy rằng là thêu hay điêu khắc nó đều là giống như tạo cái sợi chân mày hết, nhưng thật sự thì điêu khắc nó sẽ cho ra những cái sợi chân mày của nó tự nhiên mềm mại giống thật hơn so với lại là cái phương pháp thêu. Rồi, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Phun mí mở chồng và phun mí liner là giống nhau đúng không? A đúng, B sai. 5 giây em hai biết. Đội em bắt biết đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Phun mí mở chồng và phun mí liner là hai cái kỹ thuật khác nhau. Phun mí mở chồng tức là chúng ta sẽ phun ngay trong đường chân mi. Mục đích của các phương pháp này nó sẽ giúp cho mắt của chúng ta trở nên to hơn, tự nhiên và có hồn hơn. Phun mí liner thì giống như là các chị em chúng ta hay trang điểm liner, mình biết rồi đúng không? Mình vẽ cái mắt mèo đó. Thì cái này chúng ta sẽ phun ngay gần cạnh cái đường mi và chúng ta sẽ đá đuôi ở bên ngoài. Cái này là đúng là phục vụ làm đẹp toàn diện cho chị em phụ nữ á. Vậy cái mở mắt ra cái là đẹp liền. Câu hỏi tiếp theo, liệt kê các cách để xóa vết phun xăm thẩm mỹ an toàn và hiệu quả. A, dùng mực màu da phun xăm đè lên vùng cần xóa. B, dùng laser chuyên xóa xăm. C, hút mực bằng dung dịch. Và D, dùng muối. 5 giây bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Trong những giây phút cuối cùng thường thì người ta có cái gì đó không tỉnh táo cho nên dẫn đến sai sai. Nên là đội lầy lội các bạn đã không đúng rồi. Đội đẹp lỡ làng, các cô chú rất là chuyên gia. Vì câu trả lời của cô chú đã đúng. Các phương pháp như là dùng mực màu da để phun xăm đè lên vùng cần xóa, hay là hút mực bằng dung dịch, dùng laser chuyên xóa xăm, thì những cái phương pháp này hiện nay đều được dùng để xóa đi cái phần phun xăm. Nhưng ở đây câu hỏi của chúng ta là an toàn và hiệu quả, cho nên câu chính xác của nó đó là đáp án B. Rồi, chúc mừng đội đẹp lỡ làng. Là mình thua chúng ta nữa, đến với câu hỏi tiếp theo. Tình trạng phun xăm lông mày, mí mắt bị trổ xanh là do A, là tình trạng bắt buộc gặp phải theo thời gian. B, kỹ thuật xăm cũ trước đây. C, tay nghề kỹ thuật viên. D, mực phun không đảm bảo chất lượng. 5 giây bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Một lần nữa rồi anh lại, ơi lại. Mà chưa nói một lần nữa. Ông bà ta nói rất đúng. Gừng càng già càng cay. Cho nên là đội đẹp lỡ làng. Các cô chú lại trả lời đúng câu hỏi này. Đội đẹp lỡ làng mà trúng một cái bác sĩ vui á. Kỳ. Đi qua bên kia. Em bác sĩ giải thích nè. Con của ba má. Đi qua bên kia đi con. Đừng có thấy người ta sắp vào rồi em sắp sắp qua. Trời ơi, cái người gì đó mà dễ sai lòng đổi dạ bác sĩ nói. Nếu như chúng ta để ý một chút, các cô mà lớn tuổi á, như là bà chúng ta hay mẹ chúng ta hồi xưa mà có dùng kỹ thuật mà xăm chân mày á, chúng ta thấy rất là dễ trổ xanh đúng không? Dạ không. Vì phải đó, dễ mà gần như 100% trổ xanh luôn. Anh Thơ bắt bẻ bác sĩ kìa. Hey, bác sĩ bắt bẻ lại đi, bác sĩ có thua gì đâu. Nhưng mà anh Thơ có biết tại sao nó trổ xanh không? Dạ không. Vậy là nè, do anh Thơ quên bài mới nãy có nói. Chưa. Tại vì mới nãy mình có nói là xăm là kỹ thuật đi rất là sâu. Thì hồi xưa họ lại dùng cái kỹ thuật đó nên là cái màu mực của nó lại không bay được và nó cứ nằm ở bên trong đó và có những cái chất ở bên trong da phản ứng, nó sẽ làm cho cái lông mày của chúng ta dễ bị trổ xanh. Ngoài ra thì cái tay nghề của kỹ thuật viên cũng đóng vai trò rất là quan trọng, vì nếu như mà kỹ thuật viên đi vào cái lớp sâu của da thì nó cũng giống như là kỹ thuật xăm, thì nó cũng sẽ làm cho chân mày bị trổ xanh và nó còn phải tùy thuộc vô cái loại mực nữa mà chúng ta dùng. Mời hai đội chơi đến với câu hỏi cuối cùng. Đâu là hình ảnh lông mày đã được điêu khắc? Bà má thắng rồi, bà má thắng. Đội đẹp lầy lội bắt chắc con cỡ. Đẹp lỡ lạc. Bà má thắng rồi. Hay quá. Hay rồi. Quá, chúc mừng con, chật dạ, luôn. Dạ, mời bác sĩ. Ba hình ảnh ABC này là nó có ba kỹ thuật ở trong đó. Kỹ thuật phun, kỹ thuật thêu và kỹ thuật điêu khắc. Cho nên là A và C là không được rồi. Đội đẹp lỡ làng
bình tĩnh. Đẹp lầy lội không đúng, không có nghĩa là đẹp lỡ làng đúng. Bởi vì mình cũng sai chung luôn. À, đáp án đúng đó là câu C. À, vì sao? Tại vì mình là A và C. A và C đâu là sai rồi. Đúng không? Hồi nãy là cầm dùm cái bảng mà em dơ hơi cao. Bây giờ ba với má chấp tụi con, ba má vẫn thắng mà. Hiểu không? Đừng có níu kéo nữa. Má cho con một câu danh dự thôi. Vậy cái A nếu mà chúng ta nhìn kỹ ấy, là chúng ta thấy nó cũng có sợi giống cái C. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà anh Thơ có thấy là cái sợi của nó là nó hơi thô hơn không? À. Thì đây là kỹ thuật thêu. Cái B thì chúng ta thấy là nó đều hết một mảng luôn. Có những sợi lông chẳng qua là đây là lông thật, thì đây là kỹ thuật phun. Còn cái C là chúng ta thấy đường nét của những cái sợi của nó rất là mảnh. Cái cọng nó khác điều liền khác. Hồi nãy cái dòng trước con nghe nói là có thức đi học. Bây giờ nó ngủ rồi. Mà sau những câu hỏi thì trả lời đúng chỉ có 3 câu hỏi. Đội đẹp lỡ làng đã giành được phần thắng là trả lời đúng được 4 câu hỏi đúng. Thật ra em đang đóng vai một đứa con có hiếu, em nhường nhiều lắm. Nhường nhường tới 2 vòng luôn. 2 vòng luôn. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều một lần nữa ạ. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Nào Ta Cùng Đẹp. Đây là chuyên mục dành riêng cho quý vị khán giả. Sẽ có rất là nhiều những cái phần quà hấp dẫn cũng như là những cái chương trình ưu đãi cực kỳ lớn dành riêng cho khán giả của Giải Mã Nhan Sắc Mà Thôi. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng cập nhật trang fanpage của chương trình. Đó chính là facebook.com/giải-mã-nhan-sắc hoặc gọi điện thoại tới số hotline 0968681111. Và sau hai vòng thi rất là căng thẳng và hồi hộp thì Hoàng Thắng đã thôn về đội. Lần đầu tiên trong lịch sử của game show Giải Mã Nhan Sắc mà đội tính là cũng có tuổi á, lỡ làng như vậy nè mà chỉ đang áp đảo cái đội thanh xuân như thế kia. Rồi thôi mà bác sĩ cho giải thưởng cho đội lỡ làng. Rồi thôi, nói chung là cho hai bạn một chút em có tấm hình đây gọi là cho mình xin phép nhờ hai bạn cho giúp cho giải đội đẹp lỡ làng. Sẽ thay bác sĩ. Hai đứa con nha. Rồi đi qua đó đi bà. Hai cái luôn hả? Hai cái rồi bạn. Anh tính nuốt bà. Qua đây bà con. Trời ơi. Em mới thống nhất đổi tên đội rồi nha. Đổi nữa hả? Dạ, bên đây không có lỡ lầy nữa mà bên đây là lỗi lầm. Đẹp lỗi lầm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình Giải Mã Nhan Sắc Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Gia Cát Media thực hiện với sự đồng hành của bệnh viện Hữu Nghị Hàn Quốc cũng xin phép được khép lại. Và tất cả quý vị thân mến, đừng quên cùng giờ phát sóng quen thuộc đó chính là 10:30 sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc hân hạnh tài trợ chương trình này.